Chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Hai mẹ con sói đang ngồi ăn sáng đây. Sáng nay thì em sói ăn choco rice, còn mình thì ăn bánh mì nướng. Một cái thì mình quết Nutella, còn một cái thì là bơ lạc. Và cả hai cái mình đều cắt dâu tây để lên trên ấy. Mọi người ăn thử như thế này xem, rất là ngon à. Đặc biệt là dâu tây mà ăn với lại sô-cô-la. Món sở trường của mẹ sói chích. Buôn dưa lê với mọi người một tí vào buổi sáng là mọi người có để ý thấy 2-3 ngày hôm nay mẹ sói chích rất chăm mang kính. Mình biết cái lý do này từ rất là lâu rồi, thế nhưng mà mình lười mang kính. Và cái mà mình muốn chia sẻ với mọi người ở đây là nếu như mà các bạn bị cận ý, mà các bạn phải dùng kính ý. Yes baby. Clean what? Clean what? Clean what? Đây, sói ăn sáng mà phải hai cái thìa. Hai cái thìa mới chịu cơ. Con ăn đi. Hôm nay ăn choco rice, em hỏi mẹ cho sữa vào nữa. Con ăn đi. Nhanh. Khẩn trương. Đây này. Ăn nào. Tóc dài quá. Tóc sói dài quá. Buộc lên được rồi. Này, mẹ cho xem này. Há miệng. Há miệng. Bỏ cái thìa trong miệng ra. Há miệng. Đúng rồi. Nào, thức ăn ở trong miệng rồi còn cho cái thìa vào miệng làm gì hả con? Con ăn đi. Đồ ăn sáng của mẹ sói chích đây. Đấy. Đơn giản. Và trà nữa. Buôn dưa lê tiếp với mọi người về việc cận và mang kính. Thì những bạn nào mà cận mà phải mang kính ấy, các bạn nên dùng kính. Đừng lười đeo kính, đừng lười mang kính. Lý do là vì sao các bạn biết không? Mình biết cái này từ khi mình bắt đầu cận rồi. Thế nhưng mà mình lười ấy. Lý do là bởi vì khi mà các bạn không dùng kính ấy, thì là mắt các bạn không được hỗ trợ để nhìn mọi thứ. Và khi đấy mắt của các bạn sẽ phải làm việc gấp đôi, gấp ba lần bình thường để mà có thể nhìn thấy mọi thứ nó rõ hơn ý. Bản thân các bạn thì các bạn nghĩ là nhìn thì cứ nhìn thôi, nó mờ mờ mình cũng chẳng quan tâm. Mình thì nghĩ thế, nhưng mà cái mắt mình ý, cái bộ não mình ý, và cái gọi là gì nhở, cái tròng mắt của mình ý, thì nó phải giãn ra, nó phải căng ra để mà nhìn bất cứ cái vật gì mà mình nhìn xung quanh mình đấy. Chứ không phải là mình nghĩ là mình nhìn mờ mờ thì tức là mắt mình nó cũng nhìn mờ mờ đâu, mà là mắt mình nó vẫn phải căng ra đấy. Và vì là phải làm việc gấp đôi gấp ba lần như thế thì mắt mình bị mỏi, bị mệt nhanh hơn bình thường. Và đấy là lý do mà mỗi một lần, ví dụ như là đi ra ngoài nhá, hoặc là trong ngày đi, mình làm việc mà mình ít dùng kính ấy, thì là ngày hôm đấy y như rằng mình cảm thấy mệt mỏi và rất là buồn ngủ, mắt lúc nào cũng kiểu cũng chĩu xuống ấy. Nên là mình cũng phải quay trở lại là dùng kính lại thường xuyên hơn. Đương nhiên là mỗi một lần mà xem tivi, nếu mà không có kính thì mình không nhìn được, nên là mình vẫn dùng kính. Thế nhưng mà ban ngày mà ví dụ không làm, không xem tivi, không ngồi xem cái gì, hay là không lái xe thì thường là mình không dùng kính ấy. Để làm việc nhà rồi chơi với các em ý. Nhưng mà đấy là cũng, nhưng mà như thế cũng rất là hại cho mắt. Vì là mặc dù là không xem tivi, mặc dù là không lái xe, không tập trung, nhưng mắt mình vẫn phải kiểu quan sát xung quanh, vẫn phải quan sát mọi thứ ấy, và vẫn phải tập trung cường độ để làm việc, để căng ra, để nhìn mọi thứ, để nhận diện mọi thứ một cách rõ nét hơn. Nên là các bạn nào phải mang kính thì cố gắng là mang kính nhá, không là bị tăng độ đấy. Các bạn không tin thì có thể hỏi bác sĩ về điều này. Còn bây giờ thì mình sẽ ngồi ăn sáng đây. Cái gì đấy hả con? Mình ngồi ăn sáng này, chơi với em sói một tí đây. Em sói sáng nay là rất thích sự chú ý của mẹ. Anh sói đang mang đồ chơi ra sắp xếp xung quanh em để rủ em chơi với. Wow, hello. Con nói chích ơi. Chích ơi, cố lên. Chích nằm đấy thì chích lật đi con. Em nằm dưới cái nền này, nó cứng hơn giường, cứng hơn đệm ý, nên là em dễ lật. Nhá, tút tút tút. Con ra hướng dẫn em chơi đi.
Không, không mở mặt em như thế con. Raphael, không, Mommy say no. Không vào mặt em nhá. Con chơi với em thì con phải nhẹ nhàng như thế nào nhỉ? Em mình bé. Em mình bé là mình phải nhẹ nhàng. Joey. Bà đi chú chi là cái gì hả con? Bà đi chú chi là cái gì? Sói nghe thấy tiếng con chim hót ở ngoài kia. Con chim hót là em cũng tập với sao? Em chích có nghe thấy tiếng con chim hót ở ngoài kia không? Con chim hót là Zoe. Zoe monkey. Con chim hót thế nào hả con? Cái tàu đỏ đấy là tàu mới của anh chó em đấy. Mỗi một lần sang bên nhà ông bà nội chơi là ít nhất rằng có đồ chơi mới mang về. Bà cứ đi mua sắm là bà kiểu gì cũng mua tàu cho sói. Em tàu đấy tên là gì hả con? Em tàu đỏ đấy tên là gì? What number that train? Number 5. What's number 5 name? Number 5. Number 1 is Thomas. Number 2 is Edward. Number 3 is Coffee. That's Hero. What's the red one? What? James. Cái tàu đỏ đấy là tàu James đúng không con? Mẹ Sói Trích rất là vui là có một số bạn xem vlog của nhà Sói Trích ý. Các bạn ấy nói là các bạn cũng có học được thêm tiếng Anh nữa. Và mọi người cứ để ý là mỗi một lần mà mình nói một câu tiếng Anh với em Sói thì mình đều nói thêm một câu tiếng Việt ở đằng sau nữa là để dịch luôn cái câu đấy. Để các bạn tiện theo dõi là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bạn nào mà muốn học tiếng Anh, bạn nào mà muốn hiểu thì các bạn cũng có thể hiểu được. Con đi đâu đấy? Where are you going? Con đi đâu đấy? Con đi đâu đấy? Đi công viên à? Đi đâu đấy? Đi đâu đấy? Wow. Wow wow wow. Toot toot. Được rồi. Hôm nay tàu Hero sẽ đưa các bạn đi du lịch. Wow, đi qua Soldier Town. Go Hero, help, Hero help. Help please, Hero. Wow, 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 help me. Toot toot. Oh no. Thế là em tàu Hero bị gặp tai nạn rồi, em trật ra khỏi đường ray rồi. Oh no, ai sẽ cứu Hero đây hả con? Who do you need? Who? Who? Oh no. Do we need a fireman, Sam? Yeah, help. Sói bảo fireman Sam help. Con có cần fireman Sam không? Đi tìm fireman Sam để cứu nào. Chú lính cứu hỏa Sam, cứu đoàn tàu của con nào. Help please, help. Oh, đây rồi. Wow. Chú lính cứu hỏa bận quá nên là thôi em monster đến cứu giúp vậy. Thank you. Thank you. Yeah. Yeah. Cứu với. Help. Oh, sói đã cứu em. Sói ngẩng lên nói cho mẹ nghe nào. Mẹ ơi, đi chơi đi. Bao giờ em nói được như thế nhá thì mẹ cho em đi chơi. Ha. Úi dồi. Cho mọi người nhìn cận cảnh này. Em Hero này. Cho mình nhìn mặt em Hero. Mặt em Hero như thế nào? Yeah. Đây là mặt em Hero này. Ôi, nhanh quá, Hero dừng lại để nhìn mặt em Hero nữa nào.
Mặt các em tàu này là khác nhau nhé. Đây là em Thomas này. Đây là James này. Wow, oh no. Again. Accident again. Lại tai nạn à? Cái đường tàu đấy xây không cẩn thận gì cả. Tàu đi lên đấy toàn bị tai nạn thôi con ạ. Nguy hiểm quá, con phải fix đi. Con phải fix it. Can you fix it? Con có chữa được không nào? Oh no. Oh no. Oh, it's broken. Gãy rồi, thôi gãy rồi. Oh oh. Em chích bụng bự nằm chơi có tí xíu xíu thế thôi, em lại lên giường đi ngủ rồi. Bây giờ mẹ em giặt quần áo này. Phải bỏ riêng quần áo trẻ con ra, quần áo người lớn ra. Quần áo trẻ con thì giặt với áo sơ mi của ba sói chích. Vì là sơ mi này mà giặt với chế độ bình thường ấy thì nó nhăn gọi là không thể nào mà phẳng được. Nên là mình giặt với quần áo trẻ con, mình giặt chế độ nhẹ ấy, thì là nó dễ. Để quần áo trẻ con này. Khăn tắm. Sau một hồi suy nghĩ thì mình quyết định giặt quần áo trẻ con và áo sơ mi của ba sáu chiếc trước. Vì là giặt đồ này nó nhanh hơn. Đồ kia là giặt mất 1 tiếng rưỡi, đồ này chỉ giặt hết 18 phút thôi. Rafi, lunch, sandwich. Bây giờ là tiết mục ăn trưa của em sói. Yeah, sandwich, lunch. Sói có sandwich ham and cheese. Món sở trường của em. Yeah, come on. Con cầm dây lên để làm gì? Dần dây dép lên để làm gì? Sit up. No, put it down, Rafi. It's dirty. Con bỏ xuống đất. Xuống đất, đúng rồi. Đấy, bảo em bỏ xuống đất em vứt cái bụp luôn. Come on, your sandwiches. Sandwiches. Would you like apple juice? Con nói thế nào? Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Em ăn trưa. Mẹ em cũng đi ra lấy cơm ăn với Tảo Biển đây. Con, thôi con không phải sắp xếp gì cả. Mẹ đã sắp xếp cho con rồi. Việc của con là chỉ việc ăn. Nhâm 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 nhâm. Mẹ em đi lấy apple juice cho em nào. Apple juice. Rồi chống tay chống cằm. Buồn ngủ hả con? Không, ăn hết đi rồi hãy nói. Sit down. Sit down and sit nice. Please. Please. Bấm smart. Thế thì con ngồi im. Không muốn mẹ tét vào mông thì ngồi im. Hiểu chưa? Nào 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 nào, ngồi nghiêm túc, mẹ lấy đi nhá. Ok, I'll take sandwiches away. So sit nice then. Không muốn mẹ lấy đi thì ngồi ngoan ăn đàng hoàng. Đấy, 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 đấy. Come on, hurry up. Sit nice. Con ngồi lên đi. Nhanh khẩn trương. 12 rưỡi rồi. Raphael. Em buồn ngủ. Sáng nay em dậy sớm. Come on. Hôm nay mẹ sói chích sẽ ăn thử cái Tảo Biển với cá khô này. Xem nó có ngon hơn cái này không. Cái này thì nó hơi bị mặn một tí. Mở ra nào. Hộp này vẫn mới nguyên luôn. Từ hôm mua về là mình chưa dùng. Ui, mở một tay khó quá. Đặt cái máy quay xuống đã nào. Sao đấy con? Sói làm sao đấy? Ăn một nửa cái này và một nửa cái này. Mùi như mùi cá khô ấy. Đây là bữa trưa đơn giản như đan rổ của mẹ sói chích. Thì nhiều người hỏi mình là chế độ của bạn, của chị ăn uống như thế nào để có sữa nhiều cho em chích ấy. Thì đấy, như mình vlog hàng ngày, mọi người thấy mẹ sói chích ăn rất là đơn giản. Chỉ đảm bảo làm sao là ăn đủ 3 bữa một ngày. Còn đâu là mình không chế biến cái gì đấy cầu kỳ cả.
Ăn đủ 3 bữa một ngày là một yếu tố. Yếu tố thứ hai là tinh thần của mẹ cũng phải rất là kiểu thoải mái thì cơ thể mình mới được gọi là nghỉ ngơi và điều tiết sữa để cho em bé được. Mời mọi người ăn trưa với mẹ con sói nhá. Sói ăn trưa xong được mẹ thưởng cho ăn Kit Kat. Con nói thế nào nhỉ? Ngon quá. Đúng rồi, nói rõ ràng. Ngon quá. Đi lau tay nhá. Ngồi đấy mẹ lấy giấy ướt cho. Cứ có đồ ăn á, bảo em nói gì em cũng nói luôn. Đây, này con lau đi. Con lau đi. Con nói thế nào? Con xin. Con nói thế á. Thế một lúc mà mẹ đưa cho sô-cô-la thì nói to rõ ràng thế. Lau miệng nữa, sói. Lau miệng nữa, lau miệng. Lau tay xong lau miệng. Xong là mẹ em cũng phải đi nằm nghỉ ngơi một tí đây. Gọi là nằm nghỉ ngơi thôi. Sói mà ngủ thì mình mới chợp mắt ngủ được. Còn em ấy mà không ngủ thì cứ nằm đấy. Nằm ở ghế sofa cho em ấy chơi gì thì chơi. Con lau miệng đi. Raffy, your mouth. Wipe your mouth. Đúng rồi, lau miệng. Chính xác. Mình thấy ở nhà nhiều người thích ăn cái Kit Kat này lắm. Thế nhưng mà mẹ sao chứ không thích cái này lắm. Nữa. Ăn thế thôi chứ. Thế thôi. Thế thôi, đúng rồi. Mẹ ơi. Yêu mẹ. Yêu chích. Yêu ba. Bà ngoại ơi. Sói. Nhớ bà lắm. Nào mẹ nói ngắn ngắn lại nhé. Nhớ bà. Lắm. Lắm. Đúng rồi. Đừng có nhắc lại câu đúng rồi đấy nhé. Đi ra ngoài phòng khách chơi đi con đi. Let's go. Go to living room. Do you want your apple juice? Con có muốn uống nước táo không? Đúng rồi, ăn uống là ngồi lên bàn. Chính xác. Con uống đi. Mẹ ơi. Sói đếm 1, 2, 3 mẹ xem nào. 1 2 4 5 6 7. Đây nhá, để mẹ em lấy Maltesers ra để gã em nói nhá, cho mọi người nghe em nói cực kỳ rõ luôn. Sói bây giờ là phải gạ bằng đồ ăn đấy. Ôi trời ơi, cái gì cũng phải có gì nhở? Cái gì cũng phải có phần thưởng. Đấy nhá, cho mọi người nghe này. Không, con nói tiếng Việt. Nói tiếng Việt như thế nào? Một. Tiếp. Nói tiếp. Đây đây, mẹ đưa cho mặt cũng giả vờ lắm. Con xin. Con xin. Không, nói rõ ràng. Con xin mẹ. Ừ, đây, một con này. Ngon quá. Vẫn như con vẹt ấy con ạ. Drink your apple juice. Uống nước táo con đi. Đúng rồi. Mẹ yêu lắm nha. Đây con lau đi. Con lau đi. Con tự lau đi. Đúng rồi.
Sói hôm nay là quyết định không ngủ trưa. Hai mẹ con đang định đi ngủ trưa thì bác Ruthie dọn dẹp ở bên nhà ông bà nội xong thì bác Ruthie đưa Kalia sang đây chơi. Thành ra là em sói chơi suốt với Kalia. Em sói có đồng hồ, mọi người nhìn nào. Đồng hồ Apple Watch. Mẹ em vẽ vào tay cho em. Em thích đồng hồ lắm, em thích được vẽ đồng hồ vào tay lắm. Mà phải là Apple Watch, vì là em thấy ba em đeo đồng hồ Apple Watch mà. Lại quay trở lại với cái việc mà mọi người comment rất là nhiều về vấn đề em sói nói tiếng Việt đấy. Thì ở cái vlog mà mình chia sẻ là đừng yêu cầu, đừng ép các em bé làm những cái điều gọi là các em ấy không thích hay là nhiều quá ấy. Mình nghĩ là qua cái chia sẻ ở vlog đấy của mình thì các bạn cũng có thể hiểu phần nào được cái mà mình muốn mọi người thông cảm ấy. Nhưng mà có lẽ là cái yêu cầu của các bạn đối với một em bé nó quá cao. Những em ở Việt Nam thì rất nhiều người muốn là ở Việt Nam thì các em phải nói được tiếng Anh. Còn các em ở nước ngoài mà có dòng máu, một nửa dòng máu Việt Nam, một nửa dòng máu nước khác, thì các bạn lại có yêu cầu là thế thì các em phải nói được cả tiếng Việt. Đấy, yêu cầu nhiều quá. Và những cái vlog trước đây mình cũng đã chia sẻ cái thời gian mà em sói được 1 tuổi ý. Mình nói tiếng Anh với em sói rất là ít. Mình nói hoàn toàn tiếng Việt với em sói từ khi sói sinh ra cho đến thời điểm mà em ấy chuyển sang bên này, là lúc đấy em được gần 1 tuổi. Và hơn 1 tuổi thì mình mới quyết định là chuyển qua nói một nửa tiếng Anh, một nửa tiếng Việt với em. Và cái hoàn cảnh vì sao mà mình phải làm thế thì mọi người phải hiểu ở đây là em sói 99% cái giao tiếp của em ở đây đều tiếp xúc bằng tiếng Anh, và chỉ có một mình mẹ là nói tiếng Việt. Đi ra ngoài mình cũng phải nói tiếng Anh với người ta. Đi sang bên nhà ông bà nội mình cũng phải nói tiếng Anh với ông bà nội, và giao tiếp với ba sói trích mình cũng phải nói tiếng Anh với ba sói trích. Chứ không thể nào mà mình lại quay ra nói tiếng Việt với em sói rồi lại quay ra nói tiếng Anh với mọi người. Như thế càng làm cho em ấy bị chậm đi. Và có lẽ là mọi người không ở trong hoàn cảnh mình nên là mọi người không thể hiểu hết được. Ngay cả đối với bản thân gia đình mình ở Việt Nam cũng thế, mọi người cũng rất là thông cảm cho cái việc đấy. Vì là cái thời điểm mà mình cứ nói tiếng Việt mãi với em sói là sói nhất định không chịu nói. Em nói chậm hơn các bạn đồng lứa rất nhiều. Cho đến khi yes, em đi nhóm chơi, các bạn em nói tiếng Anh, hàng xóm nói tiếng Anh, em ra em chơi, em tiếp xúc với mọi người nói tiếng Anh hết. Và khi mà mẹ nói tiếng Việt với em thì là làm cho em cảm thấy như là em không giống như mọi người ý. Thành ra là em ấy chậm nói. Và đấy là cái lý do vì sao mà mình bắt đầu chuyển sang vừa nói một nửa tiếng Anh, một nửa tiếng Việt với em ý. Và mình không muốn con mình không thể hòa nhập được với môi trường mà em ấy sinh ra và lớn lên. Thế nên là nếu như mà em sói hay là em trích mà không nói được tiếng Việt, không nói sói được tiếng Việt mà làm thất vọng một số bạn nào đấy, thì có lẽ là mình cũng không không thay đổi gì cả. Vì là dù là có làm thất vọng những người xem kênh của nhà sói trích, thế nhưng mà đấy là cái lựa chọn, và đấy là sự vui vẻ, là niềm hạnh phúc của con mình, thì mình không thể nào đánh đổi được. Mình không thể nào gò ép được. Mình không thể nào để cho con mình lạc lõng giữa bạn bè được. Còn các bạn cũng so sánh là cũng có những gia đình khác ở các nước khác, cũng một nửa dòng máu Việt, một nửa dòng máu Ý hay là một nửa dòng máu Pháp. Các em ấy có thể nói được bao nhiêu ngôn ngữ. Những em ý là những em bé tuyệt vời. Mẹ các em ý làm được những việc đấy, còn mình không làm được. Mình hiện tại là mình vẫn đang cố gắng để thực hiện. Còn nếu như mà mình không làm được thì cũng là bởi vì mình không làm được. Thế thôi. Cái thực tế nó là như thế rồi. Mọi người đừng chú trọng đến cái vấn đề đấy nữa. Đối với mình ấy thì quan trọng nhất là con mình phát triển hoàn toàn bình thường. Con mình đến trường, con mình kết bạn, giao lưu. Và đây là cái môi trường sống của em ý. Mình không thể nào ép em ấy được. Sao con? Raphael, what happened? Có trò bóng. What? What is that? Bấm. Bấm. Ngay cả ông bà ngoại của sói trích cũng thế. Ông bà ngoại
mẹ mình còn phải phải nói với mình là thôi nói tiếng Anh với sói đi, để cho sói nói, vì sói là rất ít nói. Cái thời điểm em ấy được hơn một tuổi, vì em ấy không tiếp thu được ngôn ngữ tiếng Việt, vì chỉ có một mình mẹ nói tiếng Việt thôi. Còn ra ngoài thì là đấy, 99% những người mà em tiếp xúc với, phải nói là 99,9% những người mà em tiếp xúc với là nói tiếng Anh. Và come on, Rafi. Và em ấy không, cái thời điểm mà mình nói hoàn toàn tiếng Việt với em ấy là em ấy không kiểu phản ứng lại ấy, với cả những người xung quanh nữa, với bạn bè nữa, làm cho em ấy rất là lạc lõng. Yeah, honey. Đến bây giờ thì khác rồi. Yum. Yum. Ngon không con? Ngon nhỉ? Thời điểm bà ngoại ở đây mà em còn không nói, trong khi đó nghe mẹ và bà ngoại nói tiếng Việt với nhau. Nhưng đấy là cái lựa chọn của em. À, không nói lại vấn đề này nữa nhá mọi người nhá. Và một cái nữa đấy là đây là daily vlog, mà là vlog này là vlog của mẹ sói Trích mà, chứ có phải là vlog của em sói hay em Trích đâu. Nên là mình chia sẻ với các bạn về cuộc sống hàng ngày của mình, chứ không phải là về vlog riêng về cuộc sống của em sói hay là em Trích. Mọi người phải nhìn nhận một cái thực tế nó là như thế. Con nhỉ? Khi nào em lớn lên em có vlog riêng chẳng hạn thì mọi người có thể nhắn gửi em là ừ em ơi em học tiếng Việt đi, hay là đấy đại loại thế, thì nó sẽ là một câu chuyện khác. Nào con ơi, mà khu vực sống của nhà sói và tất cả những bạn bè của mình cũng là mình không có bạn người Việt Nam ở đây, mình chỉ có một cặp bạn người Việt Nam duy nhất, thì hai vợ chồng bạn ấy ở rất là xa và thi thoảng thì mới gặp nhau được. Em bé nhà bạn ấy, cả hai vợ chồng cũng là người Việt đấy nhá, mà em bé nhà bạn ấy chắc bây giờ cũng chỉ nói tiếng Anh thôi, bé baby. Khi nào mình gặp hai vợ chồng đấy mình phỏng vấn cho mọi người nghe xem là hai vợ chồng bạn ấy trải nghiệm cái vấn đề ngôn ngữ đối với em bí như thế nào thì mọi người sẽ biết. Rất nhiều người Việt ở đây. Mình có đi ăn ở ngoài quán, không phải là bạn mình, nhưng mà khi mà họ thấy em sói thì họ cũng có chia sẻ về con của họ, và họ cũng nói là trời ơi, ở nhà cũng cố gắng nói tiếng Việt với các em ý, thế nhưng mà đến tuổi các em đến trường một cái là coi như tiếng Việt là bay hết đi, là các em ý sống ở đây các em ý chuyển hết sang tiếng Anh, cho nên là bao nhiêu công dạy dỗ nói được một vài câu tiếng Việt thì cũng bay hết à. Cái môi trường sống nó ảnh hưởng tới cái thói quen của các em ấy rất là nhiều. Happy. Ngon không con? Rafi dạy yummy. Đấy, mẹ nói tiếng Việt không trả lời lại. Chứ còn mẹ nào sống ở nước ngoài chẳng muốn con mình nói được ngôn ngữ của mình. Không mẹ nào là không muốn hết. Ui yay yay. Nào, thả chân mẹ xuống. Ouch. Mẹ đau, thả chân mẹ xuống. Thả chân mẹ xuống. Nào. Yeah, 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 yeah. Con hát mẹ nghe bài Turtles nè. Turtles. 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 Còn bạn nào mà muốn biết thêm nữa về cái quá trình mà mình cố gắng dạy tiếng Việt cho em sói thì các bạn nên xem những cái vlog từ những cái đầu tiên, những cái thời điểm mà em sói lớn, em sói bắt đầu giao tiếp, bắt đầu phản ứng lại những gì mà mọi người xung quanh nói ấy, thì mọi người sẽ hiểu được cái quá trình đấy, cái hành trình đấy, chứ không phải là một vài những cái vlog mà các bạn xem hiện tại các bạn có thể biết được cái hành trình mà em ấy đang học và em ấy đang lớn lên như thế nào được. Cái gì cũng phải có lý do hết, đúng không em? Oh no. Oh. Yeah, mommy see. Thank you. Thank you. Thank you, Ravi.
Dạ. Bùm 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 bùm. Because. Dạ, con nói ô tô. Ô tô. Đúng, bánh xe. Bánh xe. Bánh xe. Đúng rồi. Đấy, mẹ em mới chỉ có thể dạy em nhắc lại được những cái từ đấy hàng ngày để cho em nhớ thôi. Hoặc là khi mẹ đưa đồ ăn cho em thì em biết nói con xin. Apple Watch. Where's your Apple Watch? Apple Watch. Nhìn thấy ba gọi điện bằng cái đồng hồ đấy là em cũng biết là đưa đồng hồ lên để gọi. Ồ, mẹ cảm ơn. Ôi dồi, thích quá, em thương mẹ. Do you love mommy? Do you love mommy? What you say? Yes, I do, mommy. Con yêu mẹ không? Ồ, yêu thương mẹ quá nhỉ. Ồ, yêu thương mẹ quá. Ôi dồi. Ôi dồi. Mẹ với sói đi ra thu chăn vào đi. Cô chọt. Mẹ với sói đi ra thu chăn. I'm gonna talk to you. Ow, thu cái chăn vào đi. Oh, Chucky Loli là cái gì? Hả? Chucky Loli là cái gì? Sói hát theo mẹ nào. Sói hát theo mẹ nào. Nào. Mẹ em cũng cho em xem phim hoạt hình Việt Nam, cũng mở nhạc thiếu nhi Việt Nam cho em nghe, nhưng mà em không thích. Mở lên là em bơ luôn, em đi ra ngoài em chơi đồ chơi luôn. Dạ. Yeah. Em nhận biết được cái chữ, em nhận biết được là tại khi mà em sử dụng cái ngôn ngữ đấy ở bên ngoài hay là mọi người xung quanh không nói ngôn ngữ đấy. Dạ. Yeah. Nên là em không thích. Con ơi, đi ra lấy quần áo với mẹ đi. Dạ, thấy mẹ ngồi lên trên bàn là cũng phải leo lên. Hả? Đung đưa chân. Sao? Muốn trèo lên người mẹ á? Đi ra thu chăn với mẹ đi. Let's go. Get the blanket in. Yeah, blanket in. Come on. Let's go. Come on. Đi ra thu quần áo vào nào. Yeah. Blanket. Yeah. Blanket. Chăn. Chăn. Đúng rồi, chăn. Chăn. Lấy chăn vào. Chăn. Đi đường này con. Không ở đấy. Đi đường bên này. Đi. Lấy chăn vào. Em biết đấy là phòng của bà ngoại. Hả? Em đi vào phòng gọi Nana. Is that Nana room? Đây là cái cũi á, cũi du lịch á. Mình mang ra hôm vừa rồi em bé Jasper ở đây để em ấy ngủ. Bạn nào mà muốn biết về cái cũi này thì xem vlog đợt nhà sở trích về Việt Nam mình có chia sẻ về cái cũi này rồi nhá. Cũi này cũng của Finn and Tess, cùng hãng với lại cái ghế ngồi mà lắp được vào. Ba sói trích giấu cái tàu của em sói, cái bộ tàu mới của em sói trong này em đã nhìn thấy. Oh no, bảo ba đưa vào trong cái phòng này thì ba không định chịu cho vào trong tủ. Sói nhìn thấy. Oh no. cái cũi này ấy, cái cũi du lịch này ấy, cũng là cùng hãng với lại Finentes, ghế ngồi mà lắp được vào trên bàn ăn của em sói với cầm đi du lịch á. Yeah, this one is a baby portable cot. Come on, come help mommy please. Mẹ sẽ phải giấu đi. Come on, help mommy please. Nhanh con ơi. Vèo một cái mà đã 4:30 rồi. Come on, Raphael. Mommy, open good. Okay, đây. Nào mẹ mở đây. Giúp mẹ bê cái này, này. Mọi người còn nhắn cho mình ở trên YouTube hỏi là có phải ở bên này rắn chui cả vào trong nhà không, thì
Chính xác nhé mọi người nhé. Mùa này là bắt đầu mùa rắn rồi đây. Và đấy là lý do vì sao nhà bên này nhà nào cũng có một lớp cửa lưới ở bên ngoài rồi mới đến cửa kính. Bởi vì là muốn nhà thoáng ấy thì mở cửa kính ra và để cái cửa lưới đấy để chắn không cho bò sát bò vào trong nhà. Quan sát rắn này, cá sấu này, động vật phổ biến ở bên này. Yeah. Ngoài những con thân thiện ra thì đấy là những con mà phải chú ý. Ngồi đây nghỉ ngơi một tí nè. Sau đấy là mình sẽ đi dựng vlog. Và đương nhiên là mình cũng sẽ dừng vlog ngày hôm nay ở đây luôn. Quay trở lại với cái câu hỏi mà các bạn hỏi mình là bên này có nhiều rắn và rắn chui vào trong nhà phải không ấy. Thì khẳng định với mọi người một lần nữa là có mọi người nhá. Ở xung quanh cái khu vực sống nhà sói trích này thì là mọi người ở đây hơn 10 năm rồi chưa bao giờ nhìn thấy một con rắn, ngoại trừ xác của một con rắn cách đây 7-8 năm gì đấy. Mọi người nhìn thấy xác của một con rắn ở trên đường chết khô rồi. Thì chắc là bị chim ăn hay thế nào đấy, nó thả rơi xong rồi bị khô trên đường thôi. Còn rắn sống là mọi người chưa ai sống trong khu vực này được chứng kiến, được nhìn thấy một lần nào cả. Nên là mình nghĩ là khu vực nhà sói trích này là an toàn. Còn vừa mới hôm qua thôi, mình ngồi ở trên Facebook thì mình thấy bạn mình có comment ở trong cái trang của cái page của Omo là của khu vực này ấy. Mọi người tưởng tượng đây như kiểu là một cái phường, Omo là một cái phường và diện tích của một phường thì nó rất là rộng ấy. Trong khu vực của nhà mình không có, nhưng khu vực khác có. Thì có một cái người bắt rắn ấy. Bên này họ có những cái người mà người ta phải được huấn luyện này. Người ta phải có cái giấy chứng nhận là đã qua huấn luyện rồi để đi bắt rắn ấy. Và đương nhiên là nhà ai mà phát hiện là có rắn, gọi điện cho người ta đến người ta bắt thì là phải trả tiền cho người ta mà. Như là một, đây như là một cái nghề ấy. Thì cái anh này, anh ấy đến một cái nhà, anh ấy nói ở trong cái livestream, anh ấy livestream ở trên Facebook luôn, là anh ấy đi làm và anh ấy đến cái nhà đấy. Thì cái nhà đấy ở khu vực Omo, nhưng mà anh không nói chính xác địa chỉ là ở nhà nào. Thì từ từ để mình tìm nhá, mình tìm cho mọi người nhìn nhá. Và anh ấy bắt được một con rắn, mà con rắn này là con rắn độc số 2 trên thế giới. Tức là đứng ở hàng độc ấy thì là số 2 trên thế giới. Và độc tức là cắn, ai mà bị cắn á, ai mà bị dính cắn á là chết, chứ không có cơ hội để mà sống sót. Là nó rất là độc. Con rắn này là rắn nâu. Tên tiếng Anh của nó là Eastern Brown. Từ từ để mà mình tìm cái mà anh em anh ấy quay. Thôi không tìm cái mà anh ấy quay nữa, vì là anh ấy quay thì nó hơi dài ấy. Nhưng mà mình sẽ tìm cái mà sau khi anh ấy quay, anh ấy upload ở trên Facebook của anh ấy xong thì là Channel 9, là cái kênh số 9 á, kênh 9 của đài truyền hình, họ đến họ chụp ảnh anh này luôn, tìm ra anh này và đến chụp ảnh anh ấy với cái con rắn đấy. Thì nó rất là to. Đâu nhỉ? Hôm qua mình có comment ở trong đấy, nên là nó sẽ vẫn còn ở đây, vẫn còn ở trang của mình. Tại vì Facebook của mình có nhiều người comment quá nên là... À đây, 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 đây rồi. Đây. Và rắn ở đây khi mà bắt được ấy thì họ không được quyền giết nó đâu, vì nó là động vật hoang dã, động vật được bảo tồn ấy, kể cả là nó độc đi chăng nữa. Thì thả nó về với môi trường tự nhiên, tức là thả nó về với cái khu vực sống ở đâu xa khu dân cư đấy. Nhưng đại loại là phải thả nó, chứ không được giết. Thì đây là cái... con rắn đấy này. Đấy, và đây là cái anh mà bắt được ấy. Anh bắt rắn ấy. Nói là anh thôi nhưng mà mọi người nhìn đây chắc là gọi là ông. Trông già già thế này thôi, nhưng mà tầm tuổi này người ta cũng chỉ tầm khoảng độ Raphael 37-38 tuổi thôi. Đấy. Con rắn kinh khủng chưa? Con này phải dài 1m7-1m8 luôn ấy. Đấy. Đây là kênh 9, Nine News. Nên là ở nhà mỗi một lần mà đi ra ngoài là mình luôn luôn phải nhắc nhở ba sói trích là phải đóng cái cửa lưới lại, vì ba sói trích rất hay quên đóng cái cửa lưới đấy, nhất là cái cửa ở ngoài nhà xe. Và bây giờ mỗi sau khi xem xong cái tin tức này ấy, mỗi một lần ra nhà xe mà để các em đưa các em ấy vào xe là mình đưa em sói vào xe xong là mình đóng sập
cánh cửa xe lại luôn. Xong rồi vào trong nhà bế em Trích ra, rồi mở cánh cửa bên phía em Trích ra, đưa em Trích vào xe, chứ không dám là kiểu để cứ mở cửa ra cho nó thoáng như trước đây ý. Kể cả là cái cửa nhà xe của mình đóng đi chăng nữa, nhưng mà mình vẫn sợ ý. Mùa này là nó đang bắt đầu mùa bắt đầu nóng một cái là rắn kiểu nó tìm cái chỗ để nó trú khỏi cái nắng ấy, và là mùa sinh sản của nó nữa nên là nó xuất hiện khá là nhiều. Trong khu vực sống của nhà sói Trích thì coi như là gần như là an toàn. Hy vọng là không bao giờ được chứng kiến, không bao giờ phải chứng kiến một vài em rắn lượn lờ bên ngoài cửa sổ. Như nhiều nhà là người ta thậm chí còn nhìn thấy chăn cơ, chăn rất là to luôn. Đi vào phòng giặt này, chui vào phòng giặt này, chui vào máy giặt này, đại loại là rất là sợ. Thôi bây giờ mẹ sói Trích sẽ dừng vlog này. Mọi người nhớ là sau khi xem vlog của nhà sói Trích thì chia sẻ vlog của nhà sói Trích trên trang cá nhân của các bạn để ủng hộ kênh của nhà sói Trích. Và mọi người hãy cùng mẹ sói Trích đồng hành với vlog của nhà sói Trích, với những thói quen hàng ngày của mình, cũng như là những gì mà mình chia sẻ để giúp cho một ngày của các bạn trở nên vui vẻ hơn. Cảm ơn các bạn rất 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 là nhiều. Và nhà sói Trích sẽ lại hẹn gặp lại mọi người vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam mọi người nhé. Bye.